lần đầu gặp nhau ngồi chung bên quán ven đường, ánh mắt môi cười em làm say đắm lòng anh. Chuyện trò bên nhau ngoài kia mưa đó lên thôi, nói chẳng nên lời anh làm sao xuyên tim thôi. Hi, các bạn quay trở lại với C dẫn ghép lời chi tiết của kênh guitar tính quyết. Sau đây sẽ dẫn các bạn chơi bài Tình trong kỷ niệm với điệu bolero. Nhắc lại cái đánh điệu bolero, đánh móc, bạn sẽ đánh các nhịp là bùng chách 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 chách, bùng chách bùng chách, bùng chách 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 chách, bùng chách bùng chách, bùng chách 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 chách, bùng chách bùng chách. Các bạn muốn đánh đơn giản thì dây bass chúng ta không cần phải đổi, cứ giữ một dây thôi. Bùng chách 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 chách. Điệu hay hơn thì các bạn sẽ áp dụng át âm và cái ngắt tiếng. Bùng chạy chạy chạy, ngắt át âm. Chạy bùng chạy, bùng ngắt, ngắt bùng ngắt, bùng ngắt bùng chạy chạy chạy, ngắt bùng ngắt, bùng ngắt. Quạt các nhịp giống như đánh móc. Để xem kỹ hơn cách đánh điệu bolero, các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả các địa điểm hát cơ bản. Hợp âm sử dụng trong bài này là hợp âm la thứ, dây 2 ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bát dây 5. Hợp âm rê trưởng, dây 1 ngăn 2, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bát dây số 4. Hợp âm mi thứ, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Hợp âm son trưởng, dây 1 ngăn 3, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bát dây 6. Hợp âm mi 7, dây 3 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến phương pháp ghép lời chi tiết thì hãy dành một phút để tìm hiểu nhé. Với phương pháp này, các điệu đệm hát mình đã trình bày ở dưới dạng sơ đồ như sau. Đánh móc được thể hiện bằng chữ và số, đánh quạt được thể hiện bằng hình mũi tên. Lời bài hát đặt tương ứng theo các nhịp đàn và các vị trí hợp âm của bài. Khi chơi, các bạn bám theo sơ đồ để biết được những nhịp vừa đàn vừa hát, những nhịp chỉ đệm đàn. Như vậy, các bạn vừa đàn vừa hát sẽ không bị sai nhịp, giúp cho cảm nhịp của các bạn được hình thành và phát triển. Nếu thấy series này hay thì like, subscribe kênh để có thể xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Và nếu cần tài liệu, hãy liên hệ với mình. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi sơ đồ ghép lời chi tiết của bài hát hôm nay. Bây giờ mình sẽ ghép chậm để các bạn tiện theo dõi nhé. Đầu ta sẽ đánh móc. Lần đầu gặp nhau ngồi chung bên quán cho bên nhau
giàu có thế nào. Trong lòng anh mãi yêu em. Đó, đoạn đầu có những cái chỗ đảo phách, tức là trong một lần đánh bùng chát 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 bùng chát bùng chát, các bạn sẽ chơi hai hợp âm. Ví dụ là chuyển bùng chát 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 chát, chuyển hợp âm bùng chát bùng chát. Đó, các bạn theo sơ đồ nhé. Đoạn tiếp theo có thể chuyển sang đánh quạt để cái đoạn điệp khúc nó cao trào hơn, mình sẽ chơi để các bạn tham khảo. Và nếu chưa quạt được, các bạn có thể hoàn toàn đánh móc theo sơ đồ. Nào có ngờ đâu anh đã thay lòng, có em một mình anh đành cất bước sang ngang. Nguyện về cái đánh móc. Lặng ngồi nơi đây cầu mong anh sẽ yên lòng, sống ở bên người mong rằng anh sẽ trong kỷ niệm. Và hy vọng các bạn sẽ chơi được bài hát này sau khi xem xong clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài diễn tiếp theo. Những phần tài liệu hãy liên hệ với mình nhé.